một ngày của tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017. Chúng tôi đang có mặt tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Thôn Mỹ Cầu hay tên thường gọi là Làng Cầu, vốn trước đây thuộc xã Tân Mỹ của huyện Yên Dũng, nay thì xã Tân Mỹ, đã được sáp nhập vào thành phố Bắc Giang theo quy hoạch. Còn đây là khu vực điếm đông của Làng Cầu. Sở dĩ gọi là điếm đông vì nó là ngôi điếm của xóm đông, mà Làng Cầu ngoài điếm đông này ra còn có điếm tây của xóm tây. Tôi thấy có ông Hoàng Quốc Mạch là bí thư của thôn, đang cùng các ông trong ban xây dựng của thôn tổ chức quán xuyến việc xây lại ngôi điếm này. Phía bên kia, ông Lương Văn Song là thành viên của người cao tuổi. Ông vốn hoạt động trong ngành xây dựng lâu năm nên nay cũng rất tích cực tham gia vào công trình. Công trình điếm đông cho tới nay cũng đã đang giai đoạn hoàn thiện. Nhìn kết cấu công trình thì nó được dựng bằng bê tông cốt thép cho phần khung, có mái lợp ngói vẩy truyền thống địa phương. Phần cửa thì toàn bộ được mở rộng, có cánh làm bằng gỗ lim chắc chắn. Khi hoàn thiện, công trình sẽ được phủ sơn màu gỗ rất đẹp mắt, phù hợp với một công trình làm nơi thờ tự. Quan sát cụ thể hơn, ta đã thấy phần cột kèo, phần tường bê tông đang được lót một lớp sơn màu vàng, để rồi sau đó mới phủ lại sơn màu gỗ. Bên trong công trình, thấy vẫn còn dàn giáo ngổn ngang, và bên trên là các bác thợ đang sơn lót phần khung mái. Việc làm này khá tỉ mỉ và tốn kém công sức, lại là việc làm trên cao nên tiến độ cũng không thể vội vàng. Cũng chỉ ít thời gian nữa là Tết Nguyên đán năm Mậu Tuất 2018, nên anh em thợ tiếp tục bám công trường, tranh thủ làm việc cho xong sớm ngày nào hay ngày đó. Quan sát từ bên trong, thấy công trình này thật là vững chắc. Phần khung mái sơn xong trông cũng đã khá nổi bật. Còn nhớ ít hôm trước thôi, ngôi điếm cũ tại chính vị trí này thì quả thật nó đã bị cũ nát, xuống cấp với mái thấp, nền ẩm, bên trong thì tối tăm và đương nhiên nó không an toàn. Nay đời sống đã khá lên, nhu cầu của bà con muốn tu tạo để có nơi sinh hoạt tín ngưỡng được khang trang hơn, nên đã vận động để góp công, góp của, góp sức lực để cùng nhau xây dựng lại ngôi điếm này. Đây là bác Hòa, cũng là một người trong thôn. Vốn bác là người lâu năm hoạt động trong ngành xây dựng, có kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm sâu sắc, nên bác ấy cũng thường xuyên quan tâm tới công trình. Trông nó chắc, mà chứ còn cái phần thép ấy thì cái sơn nó, cái lớp nó mỏng lắm, nó kiểu không có cái độ chiều sâu. Ở bên ngoài sân, phía trái sát với ngõ táo có một tấm bia đá đã cũ, trên đó khắc chữ Hán hay chữ Nôm gì đó, có nhiều chữ đã mờ, và với kiến thức hạn hẹp của mình thì tôi cũng không rõ được nội dung của tấm bia. Hẳn là một số cụ trong làng có vốn Hán ngữ sâu rộng thì còn dịch được tấm bia này. Đây là ngõ 243 của thôn Mỹ Cầu, vốn đây được gọi là ngõ Táo. Nó có cái cổng vòm gọi là cổng Táo. Nay thì cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều. Điếm đông thì cạnh cổng Táo. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nơi thờ tự của dân cư xóm đông của làng Cầu, gồm các ngõ như ngõ Táo, ngõ Vôi và các ngõ lân cận khác. Nhìn phía trước công trình, trên hàng ghế dài đặt dưới tán cây mát mẻ bên cạnh sân vận động của làng, thấy có các ông Phương, ông Quyến, ông Trang và các ông khác là những bậc cao niên của làng đang ngồi trò chuyện. Theo tâm tư của các ông thì thấy công trình của làng được hoàn thiện thế này, có công đóng góp của toàn dân và của bản thân các ông, cũng thấy thật là mãn nguyện. Lại nói về công việc trùng tu tôn tạo công trình thì dân thôn đã góp nhiều công của vào đây tùy lòng hảo tâm.
Ông Song cho biết hạch toán, vật liệu và công xá phải tốn tới hơn 400 triệu đồng. Một số tiền khá lớn phải huy động nhiều đợt mới có thể có được. Cộng thêm một số công quả dọn dẹp của các cụ, có phần hỗ trợ của các cánh thợ, thì công trình mới được gọn đẹp như ngày hôm nay. Hy vọng trong ít hôm nữa, khi dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất đến, nhân dân sẽ tổ chức khánh thành nơi thờ cúng khang trang, xứng với sự phát triển của làng ngày hôm nay. Hôm nọ ấy nó chắc là chỉnh các cái cửa nó vẫn chưa. Đây là điếm đông, sau đó ít ngày, ta đã thấy nội thất điếm đông đã có phần rực rỡ, hoành phi câu đối lắp ráp xong, tỏa màu vàng sáng rực. Phía trên là bốn chữ kiểu đại tự, công sơn đức hải, ngụ ý là công đức lớn lao. Phía ngoài có mấy bác thợ còn đang chỉnh phần hàng rào con sơn và các chốt cửa. Và thế này thì chả mấy chốc công trình sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ. Và đây hôm nay ta đã thấy từ một công trường còn ngổn ngang trước đây thì điếm đông đã trở nên khang trang gọn đẹp, hoành tráng như hôm nay. Là một công trình thờ tự của làng Cầu như thế này đây, thật tự hào cho quê tôi. Từ điếm đông nhìn chếch phía trước sang bên phải chừng vài trăm mét, chúng ta có thể thấy cả quần thể văn hóa của làng Cầu gồm khuôn viên cây xanh, khu nhà văn hóa, nghè và đình làng Cầu. Ngày nay do phát triển giao thương nên khu chợ của làng đã trở nên chật chội, người buôn người bán còn tràn ra cạnh lối đi. Nhưng nhìn từ xa, ngay trong khuôn viên đã thấy hai cây đa khá to, xum xuê tỏa tán rộng, thấp thoáng đã thấy bóng ngôi đình. Nếu điếm đông, điếm tây là nơi thờ tự của xóm đông, xóm tây, thì khu nghè đình là nơi thờ tự thành hoàng của cả làng. Nếu nhà văn hóa là nơi sinh hoạt chung của dân làng thì nghè đình chủ yếu là nơi thờ cúng đậm chất tín ngưỡng dân gian và dành cho các cụ cao niên là chủ yếu. Từ bên ngoài đi vào, ta có thể thấy một ban thờ. Đây chắc là ban thờ, tiền đường. Còn phần hậu cung bên trong, hôm nay do không phải là ngày lễ nên nó được đóng kín như thế này đây. Phía bên trái từ cửa đi vào, thấy có bàn thờ Bác Hồ và tháp Tổ quốc ghi công. Đây là nơi thờ Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ của địa phương. Bia liệt sĩ ở đây ghi danh những người con của làng đã hiến dâng đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Ở vị trí thứ 26 của bia ghi danh có cả anh trai của tôi, anh ấy hy sinh năm 1973 tại mặt trận phía Nam. Ông Đỗ Văn Tiểu là một trong số các cụ tham gia trông coi, chăm sóc khu nghè đình, cùng với ông Lương Văn Song cũng đang có mặt ở đây. Các ông đã quén vôi cho bức tường phía sau đình. Với các ông thì những hoạt động như thế này chính là giúp cho tuổi già thêm vui, thêm dẻo dai, thêm ý nghĩa. Vâng, thôn Mỹ Cầu, làng Cầu quê tôi là vậy. Khi đi xa chắc hẳn ai cũng đau đáu nhớ về quê hương bản quán, nhớ những ngõ táo ngõ vôi, những ao ba ao đồng, cầu lâu cây xấu, những ba đa cổng hậu, điếm đông điếm tây bao đời gắn bó. Nhịp sống của làng vẫn dần trôi, dẫu làng tôi ngày nay thay đổi cũng đã khá nhiều, nhưng lớp này lớp khác, đời này qua đời khác, người dân làng tôi
vẫn tần tảo sớm hôm lao động sản xuất, góp phần dựng xây quê hương. Và rồi dù ai đi đâu đều bình dị, mỗi khi đi xa đều ngoái lại về lại.